Ông Miguel Díaz-Canel đã được chuẩn thuận làm chủ tịch kế tiếp của Cuba, đánh dấu lần đầu tiên trong 60 năm qua, quốc gia cộng sản này có một nhà lãnh đạo ngoài gia đình Castro. Ông Díaz-Canel, 57 tuổi, ứng viên duy nhất cho chức vụ này, được lựa chọn cho một nhiệm kỳ 5 năm bởi các nhà lập pháp, theo truyền thông nhà nước. Diễn biến này dự kiến sẽ không đưa tới sự thay đổi to lớn nào. Khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày thứ Năm, ông Díaz-Canel hứa sẽ tiếp tục cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của gia đình Castro. Ông Díaz-Canel kế nhiệm ông Raúl Castro, 86 tuổi, em trai của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro. Ông Raúl làm tổng thống trong 10 năm, cho đến khi ông từ nhiệm. Ông Castro sẽ vẫn duy trì ảnh hưởng lớn vì ông vẫn là người đứng đầu Đảng Cộng sản cho tới Đại hội Đảng vào năm 2021. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết sự chuyển tiếp quyền lãnh đạo là mối lo ngại lớn đối với chính quyền Trump bởi vì nó không dân chủ.